Rồi, tiếng gầm rú của động cơ S6R đã được quang lên. Xin chào quý anh em, mình quay cho quý anh em mình xem tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên Hà Thủy. Tàu nhựa composite nha anh em. Tàu này năm ngoái mình có quay cho anh em xem mình một clip về Hà Thủy rồi. Năm nay năm 2020 mình quay cho anh em xem thêm một clip nữa. Trước khi nói giới thiệu về tàu cá lưới quay này, mình xin gửi lời chúc đến anh em năm 2021 làm ăn thắng lợi nha, gặp nhiều thành công. Tàu nhựa composite dài 24m, rộng 6m rưỡi, sử dụng động cơ S6R 830 mã lực của anh Đông ở Phú Yên. Tàu cá lưới quay đêm sử dụng máy chụp với hệ thống dàn điện dự án. Mình đang quay cảnh Hà Thủy xuống ụ của tàu nhựa composite dài 24m, sử dụng động cơ đập thùng Mitsubishi S6R. Bên cạnh này có tàu gỗ của anh Châu. Mình từng quay cho anh em xem một clip hôm nào tàu gỗ của anh Châu Hà Thủy, mình cũng quay cho anh em xem luôn. Bên này sơn lại nhìn rất là ken ha. Trên này mấy chiếc này sơn lại hết trơn rồi. Hôm nào Hà Thủy mình quay tiếp cho anh em xem, quay lại cảnh theo dõi tàu nhựa composite đang Hà Thủy nha anh em. Phía bên dưới kia là chuẩn bị tiếp giáp nước rồi. Tàu nhựa composite sử dụng hệ thống điện tăng phô 1.500W, rất là sáng. Mình thích nhất ở những con tàu dự án là ở cái dàn điện cùng với cái cổ máy đập thùng. Một số anh em sử dụng dòng máy Yanma 6AI, một số anh em thì sử dụng dòng Mitsubishi S6R, cũng có những anh em khác thì cũng là tàu nhựa composite luôn, nhưng mà sử dụng động cơ Doosan V12 Phú Yên 99757, dài 24m và rộng 6m rưỡi nha anh em. Trên tàu có trang bị hệ thống điện tử máy giờ chụp, máy giờ nước đầy đủ, phục vụ cho nhu cầu đánh bắt của bà con ngư dân Phú Yên rất là hiện đại. Bữa nay ngày tốt, mình quay cho anh em xem ha. Rồi chọn một ngày đẹp đẹp nữa thì mình lên clip cho anh em xem luôn. Tàu đang Hà Thủy tại xưởng đóng tàu Hùng Thi, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Tàu cá của ngư dân Đông ở Phú Yên. Anh em mình theo dõi lúc tàu tiếp giáp nước, nghe cái tiếng gầm rú của động cơ S6R đập thùng. Mình đi ra sau lái để quay chân vịt cùng với góc nhìn ở sau lái cho anh em mình xem. Tàu cá chuẩn bị Hà Thủy rồi, tiếp giáp nước rồi. Đấy, đây là góc nhìn từ sau lái nhìn tới. Phía bên này còn có mấy mét nữa là tới nước rồi.
Ở dưới kia có tàu cá của gia đình anh Hiệp, gồm có 3 tàu đánh bắt. Hôm nào lên ụ mình cũng quay cho anh em xem luôn. Chuyến này thì mình có dự định đi Vũng Tàu để quay một số anh em ghe đánh bắt của đoàn Vĩnh Lợi đang làm cá chỉ ở trong Vũng Tàu. Tháng này là tháng cuối năm, anh em đi một tháng này nữa là về ăn Tết. Mình định quay anh em cảnh anh em vô cân cá rồi về là ăn Tết, nhưng mà không biết là mình sắp xếp thời gian kịp ở tại ổ kéo ghe Hồng Thi thì mình mới vô Vũng Tàu để quay anh em xem nha. Có anh em nào của đoàn Vĩnh Lợi khi mình vô Vũng Tàu là anh em hỗ trợ mình tí xíu nha, để thực hiện những cuốn phim tư liệu về tàu cá cho nó đẹp đẹp mắt, lưu lại làm kỷ niệm. Sau này anh em lúc nhàn rỗi thì mở ra xem. Tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên thì đa phần mấy anh em trang bị dàn đổ bên lưới toàn bộ. Chuẩn bị nghe tiếng gầm rú của động cơ S6R đập thùng. Làm biển mà sử dụng những con tàu hiện đại cỡ tầm này là một cái điều mơ ước của rất là nhiều ngư dân nha anh em. Không phải ai cũng có cái cơ hội để sở hữu những cái con tàu này để đánh bắt ở trên biển ha. Hy vọng là chính phủ, nhà nước sẽ tạo nhiều cái điều kiện hơn nữa cho bà con ngư dân có cái cơ hội mà để bám biển lâu dài, có cơ hội để sử dụng những con tàu to lớn hiện đại, sử dụng những cái công nghệ điện tử hiện đại nhất. Chuẩn bị nghe tiếng gầm rú của động cơ S6R đập thùng 830 mã lực. Mình đi lùi lùi ra phía sau xíu để lấy cái góc quay và con tàu cho nó đẹp. Tàu được kéo lên ụ và xuống ụ tại xưởng đóng tàu Hồng Thi. Tàu được kéo lên ụ và xuống ụ tại xưởng đóng tàu Hồng Thi nha anh em. Một xưởng đóng tàu rất là lớn với diện tích 35.000 mét vuông, cực kỳ hoành tráng và hiện đại, phục vụ cho bà con ngư dân bảo quản và sửa chữa tàu thuyền hoặc là đóng mới. Tàu đang tiếp giáp nước, chuẩn bị khi tàu mà ngập đầy đủ chấn nước là động cơ S6R đập thùng sẽ quang lên nha. Anh em theo dõi tới cuối video. Bây giờ mình đặt máy ở đây và lấy fly cam ra bay một vòng. Rồi, anh em trên tàu chuẩn bị đờ máy rồi. Anh em đờ máy là mình cũng bay luôn. Anh em hạ thủy gắn hai lá cờ nhìn rất là đẹp, hoành tráng. Chúc cho anh em xuống nước mùa giải năm 2021 làm ăn thắng lợi nha anh em ơi. Mình quay video thì lúc nào cũng mong cho anh em làm ăn thắng lợi ở những mùa giải năm tới và những năm tiếp theo. Hy vọng anh em tạo điều kiện cho mình có cơ hội để ghi lại những cái khoảnh khắc lên ụ xuống ụ và những cái pha đánh bắt cực kỳ hoành tráng nha anh em. Anh em chờ mọi thứ cho ổn định rồi bắt đầu cho khởi động động cơ S6R. Rồi bây giờ mình cũng khởi động máy flycam của mình cất cánh bay. Ok, động cơ S6R đã được khởi động rồi anh em ơi.
Động cơ S6R đã khởi động và bơm nước đã được hoạt động. Tiếng gầm rú của động cơ S6R đã được vang lên.